Sau đây là kết quả xổ số Quảng Bình, thứ 5, ngày 16 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 1. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 8, 2. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6376, 8734, 2256. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9662. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 25836, 13085, 83645, 09619, 23768, 79771, 05520. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93643, 74255. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 78287. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 71066. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 066088. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 066088.